vẫn hệ thống ở mình, ở mình cung cấp không nhỉ? À, có thành đông nhưng không phải của mình ý. Thành đông nó đông rồi, có thể lắc đi. Chọn mái thợ cho nó vừa đây xây là quan trọng như ông cai ông nhận được đây, các bác thiết kế đấy hay là thuê thợ đâu thiết kế? Chứ mình làm là mình tự thiết kế luôn. Đây là một chùa, nhà chùa đẹp, rất đẹp, kiểu khuôn mẫu là được ấy. Hôm kia là đội nhà thi công cái chùa Hóp ấy. Ồ, thế thì chuyên đi xây chùa rồi. Toàn bộ cái cơ, tất cả những chùa Hóp của mình là đội này đang thi công. À, thôn Hóp đấy ạ. À? Thế thì độc xây chùa đi nhỉ? Hệ thống chùa rồi nhà thờ. Rồi hệ thống cúng, nói chung là nó thuộc về những... Thế thì toàn xây chùa đây. Quan trọng như ông cai ông nhận được. Đây, các bác thiết kế đấy hay là thuê thợ đâu thiết kế? Chứ mình làm là mình tự thiết kế. Tự thiết kế luôn. Một chùa, nhà chùa đẹp, rất đẹp, kiểu khuôn mẫu là được ấy. Hôm kia là đội nhà thi công cái chùa Hóp ấy. Hóp à? Ồ, thế thì chuyên đi xây chùa rồi. Toàn bộ cái tất cả những chùa Hóp của mình là đội này đang thi công. Thôn Hóp đấy ạ. À? Thế thì độc xây chùa đi nhỉ? Hệ thống chùa rồi nhà thờ. Rồi hệ thống cúng, nói chung là nó thuộc về những... Thế thì toàn xây chùa đây. Đây hay là em chốc vài giờ. Cho bác ra nhặt cho một đôi. Dạ. 2 cân. 2 quả. 2 quả. 2 quả vừa.
Ok, tí nữa nha. Nè, hắn quả to nhá. Hắn cho nó sướng. Làm mệt thì vớt được cái của ăn đi. Đồ này các bạn nó dùng nó giòn nó nhâm nhi hay là nó sử dụng món cay. Đúng rồi. Dự kiến khoảng chắc là cuối năm là xong ấy nhỉ? Có đến không? 3 tháng thôi nhỉ? Đến tháng 8 rồi. À. Cho nên phải đợi vừa làm vừa chờ đợi các thứ nó gắn. Nó liên quan đến hệ thống vật tư gỗ vung. Mấy này còn nói. Còn phải đi làm chỗ khác nữa chứ chờ nó gắn. Không có cái này nó thì nó ấy thì lại giúp bớt nó không đi. À. Nhân công đấy thì vẫn nhân công hòa phút. À. Chuyên về lĩnh vực này hay là mình tùy theo mình chuyên về hoa quả thôi. Chuyên về lĩnh vực nào luôn. Chứ còn mình mua lẻ thì ấy thôi, chứ còn bọn đấy là mua hợp đồng, nó mua giá rẻ thôi. Thợ xây rất đều tay. Đấy, dàn cái vưỡng đẹp. Thế là bác là bốn mùa là mình đều bốn mùa dòng mùa nào thứ ấy, mùa nào hoa quả đấy. Mùa này chỉ có cam mới xoài thôi. Đúng rồi. Nói chung là công cũng như công đi chơi thôi, nó giờ nó không được nhiều hơn trước. Bây giờ hồ trong Nam mới là thăng long mới lại dưa hấu mà rẻ lắm. Thì tại sao nó đưa cái mẻ tất cả xe nó không qua cửa khẩu được. Đấy. Đẹp tuyệt vời nữa, vừa đẹp vừa thẳng. Hoàn toàn con người đang tác nghiệp về lĩnh vực này gần như là người bạn số 2 kìa. Đúng rồi. Người bạn số 2 ấy, không phải thiền định, không quay là phải mong ngóng gì kìa. Nè. Bông cơm đúng rồi. Uống rượu mà có một người rót uống vẫn ngon hơn là tự tay mình rót kìa. Rõ ràng rồi, nó vui hơn. Nó vui hơn, uống nó vào hơn. Thêm độ ngon ở cái đấy. Nhưng mà con người đầu bữa cho là cứ làm thôi. Làm hết mình. À, thế mới được việc chứ. Thế này làm này rất được việc à, mà nhanh.
chị nhà này có sát cánh cái món hoa quả không hay món có à. Bán ở nàng thôi, bà thì bán ở nàng, còn mình thì đi liên kết nó có cái để hợp tác với hai là nhiều khi là đúng rồi. Như ở trên đây thế nào, như là trên em là nhãn năm ngoái là nhà vườn nghỉ hết nhãn này, nhãn năm ngoái là còn cây là nghỉ 100% đấy kìa. À ừ đúng rồi, cây nó nghỉ, cây nó nghỉ đấy. Năm nay thấy ấy rồi, thấy ra rồi. Nó nghỉ thì năm nay nó ra thì quả mập hơn.